Dữ liệu cá nhân bị mua bán, đối tượng sử dụng dữ liệu thu thập bất hợp pháp để thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo. Tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm vi phạm pháp luật của các đối tượng để người dân cũng như là các cái doanh nghiệp cũng hiểu và nắm bắt và có cái chủ động phòng ngừa. Cái này là cái quan trọng nhất. Ngoài tuyên truyền, việc xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh là điều cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay. Thưa quý vị, mua bán thông tin dữ liệu cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền, gây ảnh hưởng trực tiếp tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã ghi nhận hàng trăm vụ việc liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân, nhưng phải nhìn nhận là bên cạnh công tác đấu tranh hành vi tội phạm, hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng cần được bổ sung hoàn thiện hơn để ngăn chặn hành vi tiếp tay của những cá nhân đang làm nhiệm vụ thu thập và quản lý thông tin. Và đây cũng là nội dung của tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay cùng với phần trình bày của biên tập viên Trần Long. Vâng, xin mời anh. Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyệt Ánh. Nếu như một ngày quý vị nhận thấy dữ liệu cá nhân của mình như là thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại v.v. nằm trong một file danh sách khách hàng trôi nổi trên mạng, trở thành món hàng để mua bán, thì quý vị cũng đừng bất ngờ. Vì theo Bộ Công an, có đến 2/3 dân số Việt Nam tương đương trên 68 triệu người đang bị chia sẻ dữ liệu cá nhân dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau, với khoảng là 1.300 GB dữ liệu cá nhân người Việt bị mua bán. Thủ đoạn nổi lên của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân khi chia sẻ hình ảnh về căn cước công dân, chứng minh nhân dân hay là hộ khẩu ở trên mạng xã hội Zalo và Facebook, hay là sử dụng vào việc đăng ký các dịch vụ online như là mua hàng, xin việc, vay tiền, v.v. Sau khi có dữ liệu này, các đối tượng bán thông tin cho đối tượng khác, kể cả người nước ngoài, để sử dụng cho mục đích phạm tội, vi phạm pháp luật, như là làm giả giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những vụ việc mà công an các địa phương làm rõ trong thời gian vừa qua đã cho thấy sự tinh vi và phức tạp của loại tội phạm này. Đối tượng Trần Văn Hào, 24 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác. Từ năm 2020 cho đến thời điểm bị phát hiện, Hào đã nhận lời của một người phụ nữ trú thành phố Hà Nội tự mở tài khoản và mua 57 tài khoản ngân hàng của 10 người khác giao lại cho bên thứ ba để kiếm chênh lệch. Tổng số tiền Hào nhận được là hơn 166 triệu đồng. Trong số tài khoản ngân hàng được Hào mở và đăng ký, có tài khoản được dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tôi có biết vi phạm pháp luật, nhưng do dịch bệnh khó khăn quá nên em vẫn làm, vẫn giới thiệu người để mở tài khoản ngân hàng. Còn đây là nhóm 4 đối tượng cùng trú thành phố Hà Nội bị công an thành phố Đà Nẵng phát hiện vì có hành vi làm giả căn cước công dân, đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng để trục lợi. Riêng tại Đà Nẵng, chỉ trong vòng 3 ngày, nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến 92 tài khoản ngân hàng để phục vụ cho hoạt động phi pháp. Tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm vi phạm pháp luật của các đối tượng để người dân cũng như là các cái doanh nghiệp cũng hiểu và nắm bắt và có cái chủ động phòng ngừa. Cái này là cái quan trọng nhất. Từ một tài khoản thông thường nhưng rơi vào tay những đối tượng phạm tội đã trở thành công cụ đắc lực lừa đảo, chiếm đoạt tiền của không ít người dân. Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành con rối, tiếp tay cho các phi vụ lừa đảo trên không gian mạng. Tất cả vụ việc nói trên đều bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác. Và không chỉ thông tin tài khoản ngân hàng, trong nhiều phóng sự mà VTV8 thực hiện trước kia, các dữ liệu cá nhân khác của khách hàng có thể tìm mua dễ dàng, có loại miễn phí, có loại phải trả tiền. Dữ liệu thu phí thường được bán theo một dạng danh sách chi tiết đến họ tên, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, nghề nghiệp, giới tính, v.v. Các thông tin này được bổ sung và cập nhật liên tục, giá bán từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu đồng, tùy theo chất lượng và độ chi tiết của gói dữ liệu. Và ngay trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an mới đây, nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi về trách nhiệm và giải pháp để làm sao bảo vệ dữ liệu cá nhân tránh bị mua bán trái phép. Cái thực trạng của cái lộ lọt dữ liệu cá nhân nói chung hiện nay trên thế giới và nước ta là đang ở trong một cái tình trạng rất đáng báo động. Trong khi các cái hành lang pháp lý về vấn đề này chưa hoàn thiện, thì chúng tôi cũng dự kiến năm 2024 thì sẽ nghiên cứu tham mưu cho chính phủ để
trình ra Quốc hội sẽ ban hành cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi thấy là trên thế giới đối phó với cái tình hình này thì cũng đã rất nhiều nước đã ban hành cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mà chúng ta thì hiện nay mới là cái trong cái khuôn khổ cao nhất theo luật về an ninh mạng đã có cái hướng dẫn, thì trong phạm vi này cái nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì có thể sẽ được ban hành trong thời gian tới. Thì đây cũng là những cái rất căn bản đứng về mặt pháp lý để có cái cơ sở để tiến hành cái công tác này. Như thông tin từ Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp tới sẽ ban hành. Còn dự kiến năm 2024, Bộ Công an nghiên cứu và tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là một điều cần thiết vì theo các chuyên gia, tình trạng lộ, lọt, hoạt động đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trong thời gian qua. Ngoài yếu tố sơ hở của người dân, còn một phần nguyên nhân là hành lang pháp lý chưa phù hợp với thực tiễn, dữ liệu cá nhân vẫn chưa được xem là tài sản và chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Thưa ông, là hiện nay thì cái dữ liệu cá nhân vẫn chưa được xem là tài sản và các cái hành vi đánh cắp thông tin dữ liệu cá nhân thì xử lý nhưng mà chưa đủ sức răn đe. Vậy theo luật sư thì hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay còn những cái lỗ hổng nào? Ở Việt Nam thì thực ra ngay cả bây giờ mới dự thảo nghị định, có nghĩa rằng là cái vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay chủ yếu là quy định rải rác ở một số văn bản, tức là phạm vi bảo vệ nó rất là hẹp và cái việc phạm vi bảo vệ hẹp và chưa đồng bộ dẫn đến là khi mà có các cái sự kiện pháp lý xảy ra trên thực tế thì không có luật để điều chỉnh, không có cơ chế để điều chỉnh. Ví dụ như cái vấn đề là cho phép là có cái cơ chế để yêu cầu bồi thường thiệt hại liễu xâm phạm vào dữ liệu cá nhân chẳng hạn, thì nói là có cơ chế nhưng mà bồi thường như thế nào, định mức thiệt hại về mặt tinh thần được xác định như thế nào, về quyền nhân thân thì chưa có. Vâng, thưa luật sư ạ, Bộ Công an thì vừa đề nghị xây dựng một cái nghị định để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức và cá nhân trước những cái thách thức khi sử dụng các dịch vụ thương mại điện tử. Vậy thì theo luật sư, nghị định này cần phải tập trung vào những cái nội dung nào để đảm bảo thực thi hiệu quả? Trong nghị định người ta liệt kê ra một số cái hạng mục là như thế nào là dữ liệu cá nhân, nhưng mà theo chúng tôi có thể là chưa đủ, bởi vì có những cái vấn đề về dữ liệu cá nhân như là giọng nói, về hình ảnh của cá nhân, về rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến cá nhân thì ta phải làm rõ những cái vấn đề đó. Cái thứ hai nữa là cơ chế để quy định trách nhiệm đối với những người mà khi thu thập các cái thông tin, cơ chế để quản lý cái quá trình khai thác và sử dụng thông tin đó, bảo mật nó như thế nào thì chúng ta chưa có quy định rõ. Nghị định cũng có nêu là nếu vi phạm thì có thể xử lý hình sự, nhưng mà xử lý về cái tội gì ở trong bộ luật hình sự thì chưa có cái kênh để mà chúng ta đối chiếu sang. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Ngoài hành động từ phía cơ quan chức năng trong việc xây dựng hành lang pháp lý và đấu tranh tội phạm, mỗi chúng ta cũng cần tự bảo vệ thông tin và xem đó là một tài sản quý giá của mình. Nhất là không đăng tải và chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin căn cước công dân và chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng. Và trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn, chụp, thuê căn cước công dân hay là chứng minh nhân dân, mời chào cho thuê, mượn và mua bán dữ liệu cá nhân, thì cũng đề nghị người dân tố giác đến cơ quan công an để kịp thời xử lý.